hiện nay, không khó để nắm gặp những người chơi trẻ về bình thường một nhà dễ chơi bằng thủ tục đăng ký kết hôn và một bữa cơm gia đình thay vì tổ chức đám cưới rình rang và tốn kém. Khi mà cứ đến mùa cưới, người ta lại suy nhược vì chồng thiệp mời chất cao như núi tự anh em thân mật cho đến những người thậm chí còn chẳng nhớ mặt họ thì lựa chọn này thu được rất nhiều ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một hôn lễ là điều nên làm. Đầu tiên, cô dâu chú rể sẽ là người hạnh phúc khi biến thành tâm điểm của mọi sự lưu ý và thu được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Đám cưới cũng là sự kiện có ý nghĩa với gia đình hai bên khi bố mẹ có thể phấn khích khi chứng kiến con cái mình bước đến một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Có nhất thiết phải tổ chức đám cưới rình rang? Tôi biết bạn nghĩ sao về việc kết hôn không tổ chức hôn lễ đang thu được rất nhiều những lời bàn tán rôm rã của dân mạng. Dưới đây là một số ý kiến nổi bật. Nếu như không phải vì tiền mừng thì ai muốn tổ chức làm gì chứ? Kết hôn, một đống thân thích nhìn đôi bà xã chồng cứ như hai con khỉ diễn xiếc vậy. Chỉ muốn có thể ra nước ngoài chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ chỉ có hai người thì tốt biết bao. Nếu có tiền thì vẫn nên làm to một chút, còn nếu không có tiền thì làm bé dại thôi, sau đó để dành tiền mà đi du lịch. Kết hôn nhất định phải có hôn lễ. Đó là một loại nghi thức. Nói bình thường tôi rất coi trọng nghi thức, vì tôi còn phải làm một chú rể đẹp nhất thiên hạ nữa. Nói thật tôi thực sự ghét mấy lễ nghi rậm rạp trong hôn lễ. Rất mệt mỏi, tôi cũng không thích tham gia hôn lễ của người khác. Thời khắc mang tính nghi thức cảm lớn nhất đối với một đôi tình nhân, một bữa tiệc có anh em người thân làm chứng cho hạnh phúc của người chơi, lưu lại một cột mốc mới, vừa sang đàng hoàng vừa có mặt mũi. Có thể không hẳn là tốt, hôn lễ chính là một sự kiểm nghiệm. Mặc lên người bộ áo cưới, gả cho anh ấy. Bạn bè ở bên chúc phúc cho người chơi, như vậy hạnh phúc biết bao. Cô gái nào cũng nên có đám cưới để một lần trong đời được làm công chúa các người chơi à. Cái này tùy vào khái niệm của người chơi và gia đình thôi. Mình thì chỉ muốn tổ chức một đám cưới thật giản dị chừng 20-30 người anh em thân mật nhất cùng nhau ăn tối, ôn lại kỷ niệm. Đám cưới mời 500 khách thì cũng chỉ 20-30 người kia thật tâm chúc mừng người chơi thôi chứ còn lại, họ cũng đi chỉ vì bổn phận trả phong bì thôi mà. Mình chẳng thích tổ chức đám cưới rình rang tí nào nhưng gia đình hai bên đều muốn làm lớn thì đành chịu. Đúng là hai người cưới nhau nhưng sự kiện này thì không được mang tính cá nhân tí nào.